Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phan Ngọc Thấm, giáo viên trường tiểu học B Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cô rất vui khi hôm nay được đồng hành với các em trong tiết học môn toán lớp 4. Tiết học trước, cô trò chúng ta đã tìm hiểu bài ôn tập về số tự nhiên tiếp theo. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục với bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên, trang 162. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Môn toán lớp 4, bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên, sách giáo khoa trang 162. Để học tốt bài học hôm nay, các em cần chuẩn bị sách toán 4, vở, bút mực, bút chì, thước kẻ. Mục tiêu bài học hôm nay: biết đặc tính và thực hiện cộng, trừ các số tự nhiên. Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính thuận tiện. Giải được bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ. Thực hành bài 1 dòng 1 dòng 2, bài 2, bài 4 dòng 1 và bài 5 trong sách giáo khoa. Trước khi vào nội dung bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau vào phần khởi động. Câu 1. Nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Bây giờ cô sẽ cho thời gian để chúng ta tìm ra đáp án. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã có đáp án chưa? Cùng nhau quan sát màn hình của cô nhé. Các số có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Các em có tìm đáp án giống như của cô không? Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai. Câu 2. Nêu dấu hiệu chia hết cho 3 và chia hết cho 9. Bây giờ cô sẽ cho thời gian để chúng ta tìm ra câu trả lời. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã có đáp án chưa? Cùng quan sát màn hình của cô nhé. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Chúng ta sang câu hỏi thứ 3. Nêu dấu hiệu số vừa chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Thời gian để các em suy nghĩ tìm đáp án bắt đầu. Hết giờ rồi. Vậy các em có biết số như thế nào thì vừa chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không? Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 và chia hết cho 5 đó các em.
Ví dụ như 10, 20, 30. Bài học hôm nay đó là bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên. Chúng ta sẽ vào nội dung từng bài hôm nay. Đầu tiên đó là bài tập số 1. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Bài 1. Đặt tính rồi tính. A. 6.195 cộng 2.785 47.836 cộng 5.409. Câu B. 5.342 trừ 4.185 29.041 trừ 5.987. Em hãy nêu cách thực hiện các phép tính trên. Để thực hiện được các phép tính trên, ta đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó, tính theo thứ tự từ phải sang trái nha các em. Bây giờ các em hãy lấy vở bút của mình ra để tiến hành thực hiện bài tập số 1 cho cô nhé. Cô cho thời gian để các em làm bài. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã có đáp án chưa? Cùng nhau quan sát màn hình của cô nhé. Câu A, ý thứ nhất, 6.195 cộng 2.785. Chúng ta đặt phép tính cột dọc và chúng ta tính. Kết quả là 8.980. Sau đó các em nhớ điền kết quả vào phép tính ngang nhé. Ở ý thứ hai, 47.836 cộng 5.409. Chúng ta cũng đọc phép tính dọc. Và kết quả của phép tính là 53.245. Sau đó chúng ta cũng điền kết quả lên trên phép tính ngang nhé các em. Chúng ta sang tiếp câu B. Câu B, ý thứ nhất, 5.342 trừ 4.185. Chúng ta đặt phép tính dọc và tính được kết quả là 1.157. Sau đó các em nhớ điền kết quả lên phép tính ngang nhé. Ý thứ hai, 29.041 trừ 5.987. Chúng ta đặt phép tính cột dọc và tính được kết quả là 23.054. Chúng ta nhớ điền kết quả lên phép tính ngang nhé các em. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo. Bài 2. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Bài 2. Tìm x. A. X cộng 126 bằng 480. B. X trừ 209 bằng 435. Các em hãy cho cô biết chữ X ở câu A được gọi là gì? Chữ X ở câu A được gọi là số hạn. Vậy muốn tìm số hạn chưa biết ta làm sao? Muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạn đã biết nhé các em. Ở câu B, x được gọi là gì?
Ở câu B, x được gọi là số bị trừ. Vậy, muốn tìm số bị trừ, ta làm sao? Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Bây giờ cô sẽ cho thời gian để chúng ta thực hành bài tập số 2 nhé. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã có đáp án chưa? Cùng nhau quan sát màn hình của cô nhé. Ở câu A, x cộng 126 bằng 480, chúng ta thực hiện như sau. X bằng 480 trừ 126, x bằng 354. Câu B, x trừ 209 bằng 435, chúng ta thực hiện x bằng 435 cộng 209, x bằng 644. Bài tập số 2 giúp chúng ta củng cố lại kiến thức tìm số hạng chưa biết và tìm số bị trừ. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tập tiếp theo nhé các em. Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Câu A. 1268 cộng 99 cộng 501. Câu B. 168 cộng 2080 cộng 32. Đối với các bài toán dạng này, các em thực hiện tính như thế nào? Đối với bài toán này, chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn và thực hiện phép tính nhé các em. Bây giờ cô sẽ cho thời gian để chúng ta bắt đầu làm bài. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã có đáp án chưa? Bây giờ cùng nhau quan sát màn hình của cô nhé. Câu A, 1268 cộng 99 cộng 501, chúng ta thực hiện như sau. Bằng 1268 cộng mở ngoặc 99 cộng 501 đóng ngoặc. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng trong dấu ngoặc trước. Bằng 1268 cộng 600. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lấy 1268 cộng với kết quả trong ngoặc đó là 600. Chúng ta được kết quả cuối cùng đó là 1868. Câu B, 168 cộng 2080 cộng 32, chúng ta thực hiện phép tính như sau. Bằng mở ngoặc 168 cộng 32 đóng ngoặc cộng 2080. Chúng ta thực hiện phép cộng trong dấu ngoặc trước. Chúng ta được kết quả là bằng 200 cộng 2080. Và kết quả cuối cùng của phép tính này đó là 2280. Bài tập số 4 đã giúp các em củng cố lại kiến thức, đó là tính chất kết hợp và tính chất giao hoán của phép cộng.
Bài 5, các em cùng đọc bài toán với cô nhé. Bài 5, trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, trường tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1.475 quyển vở. Trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn trường tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Các em hãy cho cô biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho chúng ta biết được trường tiểu học Thành Công quyên góp được 1.475 quyển vở và trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn trường tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi chúng ta là cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Đối với bài toán này, cô sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Các em quan sát nhé. Trường tiểu học Thành Công quyên góp được 1.475 quyển vở. Cô vẽ đoạn thẳng như sau. Trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn trường tiểu học Thành Công, nên cô vẽ đoạn ngắn hơn. Và ít hơn là 184 quyển vở. Và bài toán hỏi chúng ta là cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Để biết được cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở, chúng ta cần biết gì? Đó là chúng ta cần phải biết số quyển vở của trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được bao nhiêu. Vậy, để tìm được số quyển vở của trường tiểu học Thắng Lợi, ta thực hiện như thế nào? Số quyển vở trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được bằng số quyển vở trường tiểu học Thành Công quyên góp được trừ đi 184 quyển vở. Số quyển vở trường tiểu học Thành Công có rồi, và sau khi tìm được số quyển vở trường tiểu học Thắng Lợi, vậy để tìm được số quyển vở của cả hai trường quyên góp, các em thực hiện như thế nào? Đó là số quyển vở cả hai trường quyên góp được bằng số quyển vở trường tiểu học Thành Công cộng với số quyển vở trường tiểu học Thắng Lợi chúng ta mới vừa tìm được bên dưới. Vậy dựa vào phần tóm tắt và phần hướng dẫn, các em hãy thực hiện bài tập số 5. Bây giờ cô sẽ cho thời gian để chúng ta làm bài. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các em đã ra được đáp án chưa? Cùng nhau quan sát màn hình của cô nhé. Bài giải. Câu lời giải thứ nhất, số quyển vở trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được là, chúng ta thực hiện phép tính đó là 1.475 trừ 184 bằng 1.291. Đơn vị tính đó là quyển vở. Câu lời giải thứ hai đó là số quyển vở cả hai trường quyên góp được là, chúng ta thực hiện phép tính 1.475 cộng 1.291 bằng 2.766. Đơn vị tính đó là quyển vở. Và phần đáp số là 2.766 quyển vở. Như vậy, số quyển vở của cả hai trường quyên góp được đó là 2.766 quyển vở nha các em. Các em có ra được đáp án giống như của cô không? Nhìn vào tóm tắt này, các em có cách tính nào khác không? Ngoài cách thực hiện bài giải vừa rồi,
Cô còn có cách tính khác như sau. Số quyển vở cả hai trường quyên góp được là mở ngoặc 1475 nhân 2 đóng ngoặc trừ 184 bằng 2766, đơn vị là quyển vở. Đáp số 2766 quyển vở. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau tham gia trò chơi rung chuông vàng. Câu 1. Kết quả của phép tính 10.592 cộng 79.438. A. 90.130. B. 90.230. C. 90.030. Thời gian để chúng ta tìm ra kết quả của phép tính này là 20 giây. 20 giây bắt đầu. Hết giờ rồi, đáp án của chúng ta là đáp án C. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Kết quả của phép tính 80.200 trừ 19.194. A. 60.006. B. 61.006. C. 61.306. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Câu 3. Tìm x. Biết x trừ 308 bằng 546. A. X bằng 854. B. X bằng 855. C. X bằng 845. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án bài học hôm nay, chúng ta đã được ôn tập về các phép tính với số tự nhiên. Các em xem và chuẩn bị bài tiếp cho cô. Đó là bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiếp theo, trang 163. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô chào các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người.
khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Thông điệp 5K vừa rồi cũng là lời chào tạm biệt của thầy đến với các em. Thầy chúc các em học tập thật tốt, chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.